Chống tham nhũng là việc khó khăn trong môn vàn việc khó khăn. Táo quân 20 tuổi không chín thơm mà lại nhạt nhảm. Chống tham nhũng là việc khó khăn trong môn vàn việc khó khăn. Thưa quý vị, chống tham nhũng là đụng đến hình ảnh của cơ quan sinh mệnh chính trị của cán bộ đòi hỏi sự công tâm khách quan bản lĩnh, chưa bao giờ cuộc chiến với tham nhũng. Tiêu cực, quyết liệt, bài bản, hiệu quả được dư luận, hoan nghênh như những năm qua, là việc khó khăn phức tạp nhất trong môn việc khó khăn. Phức tạp nhưng giờ đây, cuộc chiến đã trở thành xu thế không thể đào ngược, không ai được đứng ngoài. Ngay áp Tết, ông Công, ông Táo năm nhâm dần, hai bản tin cùng được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, cuộc chiến với tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt và chưa thể có điểm dừng. Tại phiên họp thứ 23, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, yêu cầu trong năm 2023 phải đẩy nhanh tiến độ. Kết thúc điều tra truy tố xét xử sơ thẩm, 10 vụ án trọng điểm, trong đó nóng nhất vẫn là các vụ án do sai phạm khi thực hiện chính sách phòng chống COVID-19 mà hàng trăm cán bộ đã bị bắt với sự góp mặt của nhiều ngành như ngoại giao, y tế, quân đội, công an, rồi các đại gia bất động sản, chứng khoán. Đặc biệt là vụ án vừa nổi lên đang được lực lượng công an giáo diết mở rộng điều tra xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm ngay lập tức được ban chỉ đạo đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Cùng thời điểm, tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và những cán bộ liên quan. Thật xót xa thực ra tham nhũng thời nào cũng có nó xuất hiện từ thời cổ đại và không trừ bất cứ quốc gia nào với nước ta cũng vậy ngay sau khi cách mạng giành chính quyền chủ tịch hồ chí minh đã cảnh báo những thói hư tật xấu dễ làm hỏng cán bộ như ăn muốn cho ngon mặc muốn cho đẹp ông ủy viên nọ bà ủy viên kia đều muốn đi xe sang tự hỏi tiền của ở đâu ra Tham nhũng như một thứ virus độc hại ẩn nấp trong mỗi con người, có cơ hội là trỗi dậy tấn công bất kỳ ai, kể cả cán bộ cấp cao được đào tạo cơ bản, rèn luyện thử thách ở những môi trường khắc khe nhất, làm cho không biết bao nhiêu người gục ngã. Từ lâu, Đảng Nhà nước ta đã thấy rõ tác hại khôn lường của tham nhũng và đã có nhiều giải pháp nhưng chưa đủ sức ngăn chặn tệ nạn này. Đến khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị được thành lập, mùng 1 tháng 2 năm 2013, do Tổng bí thư làm trưởng ban thì cuộc phòng chống tham nhũng trở nên quy liệt, giáo diết triệt đề hơn bao giờ hết. Chống tham nhũng là động chạm đến đồng chí mình, vì thế nhiều lần Tổng bí thư chia sẻ không ai thích thú gì làm việc này, thậm chí là đau xót nhưng vì dân vì nước, vì uy tín danh dự của đảng mà phải làm, cắt bỏ một vài canh sâu mọt để cứu cả cây xanh đã làm là phải nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai. Thực tế chống tham nhũng là đụng đến hình ảnh của cơ quan sinh mệnh chính trị của cán bộ, đòi hỏi sự công tâm, khách quan bản lĩnh và chuyên môn sâu của các lực lượng chức năng, nhất là trước mỗi vụ, việc phức tạp còn nhiều ý kiến khác nhau, liên quan nhiều ngành địa phương, những mối quan hệ thân quen hay quyền lực, cụ thể như vướng mắc về định giá cây biên, thu hồi tài sản tham nhũng, một vụ việc phải có sự vào cuộc của các ngành kiểm tra. Thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử. Trong từng vụ việc ấy không thể thiếu vai trò ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đó cũng là nguyên nhân nhiều khâu yếu. Việc khó trước đây đã tìm ra cách khắc phục hiệu quả, càng làm càng bài bản, càng có thêm nhiều kinh nghiệm đưa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đi vào chiều sâu. Công tác phát hiện sớm, xử lý nhanh, sự phối hợp nhịp nhàng, bước nào làm trước bước nào bước nào làm sao giờ đã thành bài bản khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kiểm tra đảng làm trước đến xử lý hành chính sau đó là cơ quan pháp luật nhiều cách làm mới được dư luận đồng tình như xử vắng mặt khuyến khích người vi phạm tự giác nhận sai phạm tự nguyện nộp lại tiền thì đó là yếu tố xem xét để giảm nhẹ hình thức xử lý các hệ thống chính trị cùng vào cuộc trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp cơ chế chính sách để không thể không dám không muốn tham nhũng, đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển làm nhiều trí làm cầm chừng, phòng thủ, che chắn giữ an toàn trong một bộ phận cán bộ công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Táo quân 20 tuổi không chín thơm mà lại nhạt nhảm. Thưa quý vị và các bạn, không phủ nhận táo quân đêm 30 Tết năm nay có nhiều nỗ lực đổi mới, mà đổi mới lớn nhất là cắt ngắn chương trình. Vậy nhưng mạng xã hội ngó lờ táo, ai còn lên tiếng thì đều đòi ship muối cho táo quân. Bất ngờ lớn nhất với người xem táo quân trên truyền hình đêm 30 Tết năm nay là chương trình chỉ kéo dài 2 giờ, bao gồm cả quảng cáo. Nó không còn là chương trình dày lê thê kéo dài từ 20 giờ đến gần trước giao thừa như mọi năm mươi năm tồn tại từng có thời hoàng kim khiến cả xã hội phát sốt, đặc biệt là các bộ ngành. Ngành nào đến cuối năm cũng lo ngày ngáy những mình bị bóc trong chương trình táo quân đêm 30 Tết, cho cả bàn dân thiên hạ xem và hả hê cười. Tính đả kích mạnh mẽ, sâu cay vào những vấn đề lớn của đất nước trong táo quân, một thời đã khiến chương trình này rất được lòng người dân. Ở thời mà truyền hình còn là kênh giải trí, nghe nhìn sinh động, hấp dẫn hàng đầu với số đông công chúng, thì táo quân hầu như đã góp phần làm nên Tết của nhiều người cũng hiếm có chương trình truyền hình gốc Việt nào lại có được sức sống bền bỉ và mạnh mẽ như Táo Quân đã làm được. Có lẽ cũng là do mỗi năm chỉ có một số duy nhất chiếu vào đúng đêm giao thừa, thời khắc mà người người nhà nhà muốn quần tụ bên nhau, trước màn hình TV xem một chương trình hấp dẫn để cùng nhau thức đón giao thừa. Nhưng vài năm nay thì làn sóng chế táo ngày càng mạnh mẽ, tới mức một năm Táo Quân đã tạm biệt khán giả, tưởng là ngừng hẳn chương trình nhưng năm sau lại thấy diễn lại. Nhưng ít nhất thì những năm trước người ta còn chịu lên mạng chế tàu quân, chế ngay trong lúc chương trình còn đang phát sóng. Năm nay thì khán giả ngó lờ luôn. Chỉ một số người vẫn còn kiên nhẫn nhận xét góp ý cho chương trình, nhưng cũng toàn là những góp ý đòi ship muối cho táo quân vì nhạt quá. Năm nay chương trình không đi theo kịch bản cũ là những màn tấu bấm của các táo với thiên đình để Ngọc Hoàng Nam Tàu bắt đầu phán xét, thay vào đó là cuộc thi táo bạo thiên đình. Giữa hơn 30 táo, trong đó trọng tâm là 4 táo y tế Vân Dung, xã hội Tự Long, kinh tế quang thắng, giao thông trí chung, một hình thức diễu nhại các cuộc thi hoa hậu mọc lên như nấm năm qua. Năm nay Ngọc Hoàng cũng dân dã hơn khi không ngồi trên ngai vàng, đợi nghe tấu bấm mà đi lại ra vào trên sân khấu như các diễn viên khác và mải mê lướt phây xem bán hàng online. Những nỗ lực đổi mới kịch bản này của táo quân năm nay như chẳng gây chút ấn tượng nào cho khán giả, thậm chí khiến sự va đập của chương trình giảm đi nhiều nhiều phần thi của Táo như phần thi logic lê thê và nhạt nhẽo tới mức khiến nhiều khán giả mất kiên nhẫn. Một năm đầy biến động, khi virus corona dần qua đi nhưng còn để lại những ngổn ngang của một trận đại hồng thủy cho loài người. Dịch bệnh chiến tranh khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới, doanh nghiệp phá sản, chứng khoán lao đao, công nhân mất việc, hàng loạt quan chức cao cấp bị bắt vì tham nhũng. Nhưng Táo quân đêm giao tư chỉ quanh quẩn vai trò cây cười nhảm, nhạt, phơi bày mấy trò tiểu xảo của các Táo tư lệnh ngành thời nay dù không phải ai cũng làm thật tốt vai trò của mình như kỳ vọng của người dân. Nhưng mấy trò tiểu xào kiểu khôn lỏi, khôn vặt cứ áp mãi cho táo thì rõ ràng là lạc hậu. Muốn chế diễu các táo ngành thời nay chắc cần phải động não đau đầu chứ đâu đơn giản vậy mãi. Cho nên chương trình dù nhắc đủ các từ khóa của năm nhưng bởi chỉ dừng lại ở mức điểm danh các từ khóa, sự việc bê nổi cho vui nên táo vẫn cứ nhạt, thậm chí nhảm. Cuối cùng, táo quân hầu như chỉ còn đủ tài, bắt nạt dân, trễ diễu bùng nổ hoa hậu, cười đua ca sĩ hát trên ban công, thói háo danh của nhà thơ thế giới hay mấy chuyện ôn ao tâm phào kiểu tên gọi đại học hay trường đại học. Nhưng nhà thơ chưa đủ, táo quân năm nay còn gây thất vọng cho không ít người khi mang cả mấy chuyện thị phi ôn ao ngoại tình của những người dân vô danh lên chọc cười nhảm bằng từ khóa lòng sau dưa. Hay chuyện Ngọc Hoàng chế giễu mấy cô bán hàng online cố tình khoe thân để câu view bán hàng bằng những từ ngữ khá nhạy cảm, mang tính miệt thị, ngoại hình phụ nữ như bưởi mướp. Vẫn biết Táo Quân chỉ là một chương trình truyền hình giải trí, nhưng với lịch sử 20 năm, trong đó có nhiều năm được người xem yêu thương, lại được phát sóng trên truyền hình quốc gia vào một thời khắc đặc biệt trong năm, thì những ứng xử đó rõ ràng là chưa phù hợp. Táo quân năm nay là tròn 20 năm chương trình, được thực hiện và có một số đồn đoán cho rằng đây sẽ là táo quân cuối cùng. Chuyện táo quân 2023 vơ cả những người trước này chỉ đứng sau cánh gà của chương trình, như nhà thiết kế trang phục cho chương trình cũng có vai trên sân khấu, hay cố nhét vai cô đầu cho công lý chưa bình phục cũng được xuất hiện trong vánh. Càng khiến người tin rằng táo quân năm nay là năm cuối nên cố tri ân những người gắn bó với chương trình. Nhiều tiếng nói cảm thông với những người thực hiện táo quân bởi tài mấy cũng thật khó duy trì sự hấp dẫn cho một chương trình đã kéo dài 20 năm. Bởi 20 năm ấy xã hội khán giả đã thay đổi quá nhiều. Nhưng nếu năm tới ekip thực hiện chương trình vẫn muốn được tiếp tục thử sức kéo dài tuổi thọ của Táo Quân, nhiều người sẽ hy vọng họ không phải lên mạng sao có ai ship mối cho Táo Quân đêm 30. Đại diện siêu chùa Tam Trúc lên tiếng về kết luận thành trà đất đai đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, đại diện ban quản lý chùa Tam Trúc cho biết dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Trúc vừa bị thanh tra chính phủ yêu cầu giảm chi phí đầu tư hơn 460 tỷ đồng. Không liên quan gì tới dự án đầu tư khu du lịch Tam Trúc. Trao đổi với phóng viên ngày 23 tháng 1, đại diện ban quản lý chùa Tam Trúc Hà Nam giải thích rằng những ngày qua đang có sự hiểu nhầm giữa dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Trúc vừa bị thanh tra chính phủ yêu cầu giả soát giảm trừ 446 tỷ đồng chi phí xây dựng, không để thất thoát ngân sách nhà nước với dự án khu du lịch Tam Trúc. Trên thực tế thì dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Trúc không liên quan gì đến dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Trúc, đại diện ban quản lý chùa Tam Trúc khẳng định. Trước đó, thanh tra chính phủ có văn bản 161 ngày 17 tháng 1 thông báo kết luận thanh tra số 2211 về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý. Sử dụng đất đai quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2018. Kết luận này đã chỉ ra loạt sai phạm tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Trúc do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện như chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia được Thủ tướng phê duyệt năm 2018. Dự án này cũng không có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, phê duyệt đơn giá vật liệu, vật tư cao hơn thông báo giá vật liệu xây dựng của tỉnh, xác định khối lượng đào, đắp đất bằng thủ công thiếu cơ sở, áp dụng đơn giá vật tư thiết bị chưa đúng quy định, chưa phù hợp làm tăng vốn đầu tư, dự toán công trình làm sai nguyên tắc quản lý chi phí của chính phủ. Để xử lý các sai phạm tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Trúc, thanh tra chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phải giảm trừ thanh toán 446 tỷ đồng. Tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Trúc đối với các hạng mục được đầu tư bằng ngân sách nhà nước trong đó giảm trừ chi phí giai đoạn 1 dự án 428 tỷ đồng, giai đoạn 2 giảm 12 tỷ đồng và tuyến đường T3 giảm 5,86 tỷ đồng. Kết luận thanh tra số 2211 đã được phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo thực hiện tại văn bản số 249 ngày 13 tháng 1 của Văn phòng Chính phủ. Theo ban quản lý chùa Tam Trúc, dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Trúc do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước chủ yếu để xây dựng tuyến đường kết nối 4 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Hà Nội. Trong khi dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Trúc do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 25.000 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Tăng Ni Phật tử cả nước đóng góp, thời gian thực hiện dự án 50 năm hiện nay quần thể siêu chùa tam trúc nằm trong khu du lịch tam trúc do hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam chủ trì và quần thể siêu chùa này được coi là tài sản của giáo hội phật giáo việt nam